Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Em dùng VSS anh ạ. Ok, VSS nó có giảm thanh em nên là bắn địch nó khó phát hiện vị trí. Đứng lại thì kia. Đứng lại em ơi. Ok đâu nhé. Lên bảng điểm số đây. Xong. Bạn nó qua em ơi. Bạn nó qua em ơi. Bạn nó qua này. Làm sao? Lên bảng điểm số đây. Em có cần gì em vứt cho? Chứ bạn anh nghèo mà. Em không. Đã còn máu nữa nào? Đi, em không máu đi. Anh có rồi, anh có nhiều máu lắm. Đâm từ máu này, cho này cũng có máu này em ơi. Ừ thì anh bắn. Sao vậy em? Lại bắn linh tinh vậy? Có người hả? Hay sao? Không, em phải chờ anh chứ. Cứ qua đấy tí làm sao mà anh chạy qua kịp được đúng không? Em đứng ở ngay đây mà. Ok ok. Ngay đây mà cách tận 20 mét là còn gì nữa. Anh đang ở trong nhà mà. Đây ok. Ở dưới này không. Thì thế, em chạy mãi tận ngoài này xong em bảo là đứng ngay đây. Đi. Thế vâng. Có cái gì cơ? Đâu, anh xem nào. Bắn chứ. Thế em cứ lượm đi. Súng phóng liệu. Ừ, thế em chưa phóng liệu được chưa? Em có cần gì không anh vứt cho? Em á. Ừ. Anh nhiều đồ lắm, đồ gì cũng có. Thế là gì anh vứt cho? À, không cần đâu anh. Ừ, ok ok. Mình sẽ lượm thêm đạn tiểu liên này. Ok, ngon rồi. Anh ơi, nhớ tìm thấy... Anh nghe này. Tìm thấy cái đạn, gì cơ? Đạn... Phóng liệu. Đạn bắn. M79. Đạn... À, ừ, đạn M79. Ở sau mình có người nha em. Đây rồi. Đây rồi này. Lên bảng điểm số. Lên bảng chưa? Lên rồi. Người yêu. Ở đây rồi em ạ. Ngay sau gốc dừa 120 này. Nó còn dắt chú nổ đấy em. Anh nghe này. Sao em? Anh dùng em có rồi. Ok. Đi em ơi, mình lên trên chỗ cái đầu luôn. Hay làm thích gì đâu. Thế xuống dưới đi. Đây, thế đi chiều nào cũng được. Em thích chạy đâu thì anh chạy theo em thôi. Muốn xe nhờ. Thì không có xe thì mình đi kiếm xe thôi em. Xe thích chung lên. Ừ, ok. Cố lên anh ơi, ở thì áo anh thơm được chưa? Anh ơi chia sẻ kiểu gì thế anh? Các bạn nhấn vào cái nút, nó có ba dấu chấm vạch gạch nối với nhau, nó giống như kiểu nút xe đấy anh em. Thì được gọi là nút chia sẻ được chưa anh em? Sao mà em? Sao mà nhảy lại nữa làm gì? Thế cái gì mà thế có gì đâu mà nhảy lại. Đi nào anh em. Chưa thấy ai trên này cả các bạn ơi, sao em? Em nghe này. Đây, làm gì đây anh chờ này. Ủa, đi em. À, em nếu mà chúng này có cái sửa chữa giáp, anh ăn đi. Em không dắt chúng nổ. Anh cũng có dắt chúng nổ rồi. Anh nghe này. Thế em có dắt chúng nổ rồi, money lên sắp 4.5. Em đang trúng giáp mấy rồi? Em, Phương Anh. Thế đây, vứt cho cái giáp trắng này. Khổ. Này, nói thì không nghe. Này, nhanh. Nhanh còn đi không cho nó bắn cho bây giờ. Nào,
Nên Thế em chưa có giáp gì à? Thấy chưa? À đây. chúng nổ Rồi, anh thấy đây. rồi, anh thấy rồi, anh vừa thấy. Đi đi em. Lùi mãi phía sau cơ đi em. Một đứa trước mặt đấy, hai đứa. Đậu xanh này thứ hai. Làm sao cơ? Làm sao các bạn ơi? Nó một này. Nó một này. Đậu xanh này, đây bảng điểm số. Xong luôn em. Hạ luôn hai đứa đấy. Chạy Sao linh tinh à? chơi với chi? Hả? Sao mà đủ? Anh nhỉ? Đúng rồi, thì không đủ. Anh nhỉ, anh ơi. Ừ, đúng rồi, em biết rồi. Anh nhiều từ máu quá, vứt bớt đi. Sẽ đối hết đâu mọi người. Mình qua bên này coi. Hòm sao nó đây hả em? À mình có một Sao ít đấy? cơ. Ui thằng này để thừa hẳn 21x luôn. Đem bay qua đây chở nè. Như vậy là còn lại 15 người chưa nữa ở trong cái và đấu này nha các bạn ơi. Mình xem đi kiếm thêm mạng nào. Ok, chờ anh xíu thì anh ăn. Rồi đến xem đi. Không có, anh À, xem rồi. Ok. Xe nó bị mất tiếng em ơi. Ủa, thế kia đứng lại. Game bị mất tiếng xe em ạ. Đây là hơi khó này. Nó một. Thế kia, đứng lại. Mà chạy hả? Chạy làm sao được? Luôn cả hai rồi em. Game nó bị mất tiếng xe ấy, nên là anh không nghe được tiếng xe của chúng nó cơ. Thảo nào. Dễ bị hạ anh em ạ. Đây mình vừa có được giảm thanh nhá. Ừ, không biết thẳng tay luôn. Xem là đây. Ủa lại máu nữa hả? Thôi mình không cần nhiều máu thế đâu. Ui. Bây giờ thằng kia nó lượm hai giảm thanh luôn. Thế đi em. Lấy xe chở này, mình lấy xe cho nó mới chạy này. Xe còn ngon. Tiếp tục xem mạng thôi nào anh em. Còn lại 13 người chuyện đấy nha. Rồi anh ăn rồi. Trên này có thính nữa này. Ok anh em lên luôn. Sẽ mắc kẹt rồi. Chạy kiểu chéo thế vẫn bị mắc kẹt anh em ơi. Tránh gây ta qua đây coi. Đây nó chỉ là một cái thính FSD thôi anh em ạ. Đào đâu ra thêm người đấy nhỉ? Không có này. Wow. Khó hiểu ta. Mình qua cái hộp thính này coi. Thính này bị lượm rồi em ơi. Ồ. Anh thấy ở cái chòi 60 độ có một cái bụi cỏ. Nhưng mà tầm này không có người đâu. Anh nghĩ vậy. Bắn lộn hả em? Đây bây giờ còn lại 12 thằng nữa nha anh em ơi. Xem nào. Anh ơi. Anh nghe này, sao em? Đi kiếm một cái 40 hộ em. Này đây, mà bây mưa đây em. Không có lẽ em. Đây em ơi, này 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 này. Anh bảo này, mà bây mưa này. Quay lại, quay lại. Không cần đâu, em tìm thấy anh. Này, quay lại. Thấy Thế cái gì? Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, không chúng nó bắn anh bây giờ. Em sao đi? Mưa ra phải nhanh con giấy. Không chúng nó bắn anh. Chứ sao, cứ đứng gõ gõ kiểu này. Đấy, đi. Thế đi em. Anh nói thì không nghe cơ. Còn sao nữa, cứ để câu thời gian để cho nó bắn cho cả hai đứa bây giờ. Thì bây giờ đạn cho em đi, nhanh đi. Nào, nhanh nào. Sao em? Đạn đi nào. Đạn anh hết đạn Đi. rồi. Có mỗi thế thôi. À đây đây, đạn này. Nhiều lắm. Đây em. Quên đấy. Ok đi.
Đây em. À, có một thằng anh ạ. Thì đợi với kem nhá. Có thằng mà. Ừ, à, dừng rồi. Anh chết rồi thằng này. Làm sao dựng bom keo à? Ok luôn. Anh có mỗi một quả bom keo thôi. Lắp nòng số 3 vào này. Làm sao ở đây? Ui làm sao ở đây? Thằng này. Dựng bom keo vào đã. Qua đây qua đây. Em ơi nó có MP mới này. Xin nó hộ anh. Rồi rồi. Có một thằng ở hướng xa xa đó cơ, nó đang bắn em hạ nó rồi à? Cái kéo đã chạy qua kìa. Em ơi cẩn thận. Nó quắc cứu bạn này. Nó quắc cứu bạn này em ơi. Làm sao thằng này? Ok luôn. Là nếu này đang đơn giản là anh không có MP 40 đấy nên anh sẽ hơi khó. Anh không có. Em cứ báo đi, không có. Đây thằng này nhiều máu này em này, qua đây qua đây. Anh để máu luôn này. Máu nhiều lắm. Mình vừa lượm thêm được một ít đạn tiểu liên là đạn súng trưa này, mọi thứ ok. Có ra không? À, có đây. Ô ra này, ok. Em lạ nhá, em sao anh nghe này? Có xe đâu em? À đây à? Game nó bị mất tiếng khổ. Cái Free Fire đang lỗi tiếng này, chán chưa? Chán chưa? Chán chưa anh em ơi? Đậu xanh này. Làm sao cơ? Anh biết rồi. Nhưng mà nó có xe nữa mà. Anh biết là có cả hai xe mà. Sao mà anh không biết đâu? Hai team mà. Thì chả hay xem. Làm sao mà lại không phải? Một đứa đen. Ok. Có một con xe đen nữa anh biết mà. Em lại tưởng anh không biết hả? Đi, mình có thêm được một ít đạn tiểu liên nữa này, bom keo này. Bắn người đâu vậy em? Anh thấy tiếng giảm thanh. Ôi mày. Từ từ từ. Đây dựng bom keo cẩn thận này. Xíu nữa mình đai cơ. Rồi ok ok, em đứng gọi lại đi, đứng gọi lại. Để anh xem nó coi. Làm sao làm gì mà căng? Làm sao làm gì mà căng. Ok luôn. Đang ngay gốc cây phía 255 em ạ. Em cứ chạy cẩn thận đứng một chỗ bởi vì là đang còn 4 thằng nữa cơ. Bo thì nhỏ rồi. Để xem cái thằng này coi. Làm sao muốn gì? Làm sao muốn gì? Muốn gì cơ? Thằng này. Tính làm gì ở đấy hả em? Không chạy đi thì cũng sanh mộ nhá. Anh xem chú sống được ở đấy bao nhiêu lâu. Ồ đây em đi em. Các bạn đi. Không cần đâu, không cần đâu. Ồ nó chưa chạy đấy em ạ. Thì kệ đi. Mình xem mình lùi lại một xíu này. Em ơi NE NE. Một đứa đang chạy này. Sau ô tô. Sau con ô tô tải hỏng đấy. NE NE. Ôi nó sấy này. Chạy cẩn thận nha em. Từ anh chưa xuống mà. Anh chạy nhanh vậy. Em còn chưa quần máu nữa cơ. Chờ anh xíu. Đợi anh quần máu đã chứ. Ok anh hết xong nó rồi. Có mỗi thật đấy thì phải. Bo nhỏ rồi. Gắn nòng 3 vào thôi nha em ơi. Nòng 3 vào sấy cho gắt. Ok. Đạn tiểu liên này. Đạn súng trường các kiểu này. Thằng này thì nhiều ngon rồi. Mình phút đồ tím rồi anh em ơi. Đây em bây giờ mình chạy cẩn thận là ok. Cứ vào bo thôi em. Ba thằng cuối nữa mọi người ạ. Ồ anh không bắn. Em bắn. Ok ok. Em có bình thường đi không sao mà. Đến chạy ngó quanh đã xem cho nó ở đâu ấy. Đây em ơi, 285, 285 nha em. 285 nha em ơi. Thằng này. Đậu xanh này láo này. Gốc cây okay, 285 nha em, một đứa thôi. Thế còn hai đứa nữa. Ở sau nha em ơi.
Vậy anh mới bảo là bo cuối rồi nên hơi căng ấy, hai đứa phía sau, hai đứa phía sau. Đậu xanh. À, một đứa phía 285 nữa nha em. Em biết rồi. Em đứng gọi lại đi em, không cho nó bắn cho. Đấy bây giờ là mình đang bị kẹp giữa này, từ từ. Em cứ đứng gọi lại đi. Hạt tam nó vẫn đang canh mình này, đang canh mình à? Đậu xanh này mình canh hải mây. Làm sao? Kệ nó đi em. Pha này thì hơi căng rồi anh em ạ. Đứng sau tảng đá là canh được thằng 285. Anh cẩn thận nhá, em nghe. No, ok, em biết rồi. Anh biết rồi. Em yên tâm, anh canh được nó. Thằng này không phải lo. Ôi, phía sau. Qua cho anh rồi. Gắt vậy, đang chạy qua này. Đậu xanh này mình chạy qua này. Úi dồi, một đứa phía sau đã mệt. Thằng cuối 285 là ok. Nó đang đứng trong kia rồi, trong bon rồi. Anh hết một keo rồi. Đây hả, thằng này. Xem nó luôn. Chưa kịp quần máu nữa. Ok. Nó chết vì bo. Ok. Yes, ngon lành. Đẹp. Ê, từ khi nào mà mình cứ top 1 là mình lại chụp ảnh ấy? Thành thói quen à? Ờ, thì nó là thói quen. Ok, như vậy là trong ván này thì mình đã có được 11 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.